Sau hơn 12 giờ tìm kiếm và lai dắt trên biển, sáng nay ngày 1 tháng 1 năm 2014, tàu BP431201 của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã đưa được tàu cá QNA95258TS cùng 6 ngư dân vào đến cảng Đà Nẵng an toàn. Trước đó, vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 31 tháng 12 năm 2013, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được tin tàu cá QNA95258TS có công suất 165 CV đang chụp mực trên vùng biển cách bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 45 hải lý về hướng đông đông bắc thì tàu hỏng máy và trôi dạt. Dù đã nỗ lực nhưng vẫn không thể khắc phục được nên thuyền trưởng đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn. Trên tàu này có 6 người dân do ông Đỗ Thanh Bình ở thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình làm thuyền trưởng. Chừng mà tàu vô tới nơi là cảm giác anh em là mừng lắm. Nói chung là ngồi biển thì nói chung gió mái thì mình cũng lo, mà nói chung là lo là không biết tàu có rơi rác hay không, mà vừa nghe được tàu ro gần tới rồi là mừng rồi, mà vô tới vừa rồi là thời gian rác vô là nói chung ha, khổ cho mấy anh em biên phòng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đài thông tin tìm kiếm cứu nạn liên lạc với các phương tiện đang hoạt động tại khu vực này hỗ trợ cứu nạn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, trên vùng biển này không có tàu cá hoạt động, nên lúc 17 giờ 30 cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động tàu BP431201 đang thường trực làm nhiệm vụ tại cửa đại Hội An lên đường tìm kiếm cứu nạn. Đến 21 giờ 30 phút, tàu biên phòng tiếp cận được tàu cá bị nạn. Trong quá trình lôi kéo thì sóng gió là cấp 6, cấp 7. Thì tàu đã bị là giật là đứt dây và là bị gãy trụ bích, là vì là tàu là nó nhẹ và tàu gỗ thì tàu người ta lớn, nên là coi như là bị sóng gió nó dầu. Thì trong quá trình đó thì chúng tôi đã tiến hành và lồng dây, thì nói chung là sóng gió nó rất là lớn, nên là chúng tôi cũng đã là vượt qua. Những sự cố xảy ra trong quá trình ngư dân làm ăn trên biển là không thể lường trước. Vì thế, sự hỗ trợ kịp thời từ đất liền như các chiến sĩ trên tàu BP431201 đã nỗ lực vì sự bình yên của bà con ngư dân, đã trở thành hậu phương vững chắc để ngư dân thêm vững tin và yên tâm bám biển.